Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 11 của bộ truyện Tiên hiệp Tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 11 của bộ truyện này có tên là độc giác khuê mãn. Các bạn đang theo dõi bộ truyện tiên hiệp tiên giả của tác giả Phong Ngữ, nguồn viết chấm mạnh ngọc sách, người dịch, vong mạng. Chương 33, Mượn Thế Viên Minh giật nảy mình, vội vàng ngửa người ra sau. Chấp mắt tiếp theo, mặt sông nổ bắn ra một đám bọt nước. Đồng thời, một con thú đầu rắn khổng lồ Bất thình lình từ dưới nước xông ra, há cái miệng to như chậu máu cắn về Viên Minh. Cũng may, Viên Minh kịp tránh không để bị cắn trúng. Con vật đầu rắn sau đó kéo theo thân rắn dài 10 trượng vọt thẳng lên. Khi cả người đã ở trong không trung, phần đuôi rắn vừa thoát khỏi mặt nước, đột nhiên quét ngang, nặng nề đập vào bụng dưới của Viên Minh. Một tiếng ầm vang, bụng dưới của Viên Minh truyền ra một hồi đau nhức cả người bị một lực cực kỳ lớn đánh bay ngang ra mãi đến khi đụng gãy ba thân cây cổ thụ thì mới dừng hắn lồn cồn đứng dậy tức thì trong cổ họng dâng lên vị ngai ngái để cho hắn ý thức được ngay rằng con thủy mãn vừa xuất hiện đánh lén kia có thực lực hơn xa con trăng rừng khi trước để đối phó với trăng rừng viên minh tự tin nắm chắc mấy phần cộng thêm việc e ngại phi ma thuật phản vệ nên viên minh thủy chung không biến thân muốn đơn thuần dựa vào thực lực của bản thân thử chém giết hung thú. Nhưng bây giờ thì không được. Hắn đưa một tay bấm niệm pháp quyết, điều động pháp lực trong người, hóa thân thành một con vượng trắng hung hãn. Sau khi ổn định thân hình, hắn mới phát hiện ra con thủy mãn từ dưới sông sông lên kia, toàn thân đen bóng, người mọc đầy vảy giáp hình con thoi. Trên cái đầu rắn ngóc cao, mọc ra một cái sừng màu đen dạng xoắn ốc như một cái mũi khoang cặp mắt với đôi trong mắt đỏ tươi phát sáng, tràn ngập vẻ khát máu. Đây là độc giác khuê mãn. Viên Minh hơi ngập ngừng. Hắn mới chỉ xem qua một lần nội dung về cái tên này trong cuốn Thường loại hung thú đồ giám mà Triệu Đồng đưa cho. So với hình vẽ trên sách với con vật trước mặt này thì chỉ có 5 phần tương tự, nhưng phần nội dung ghi chi tiết mô tả và đặc điểm nhận dạng thì vô cùng ăn khớp. Nếu nó đúng là thứ đó thì phiền phức to rồi. Viên Minh thầm than. Đúng lúc này, khoe mãn màu đen đã phát động tấn công. Nó lắc lư thân mình trường tới trước, vẫn giữ cái đầu ngóc cao, há miệng to như chậu máu ra, từ trên cao phun một hơi xuống chỗ viên minh. Một luồng khói tím dày đặc lập tức từ miệng nó phóng ra, cuồn cuộn quét trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ hết một khu vực có phương viên mười trượng, khiến cho hoa cỏ bên trong nhanh chóng rủ xuống, lộ ra vẻ khô héo. Bụng có khí độc khiến cho cỏ cây khô héo, khi huyết lùi bại. Dùng dịch độc trên lưng con cóc để hai thứ tiêu trừ lẫn nhau. Đoạn miêu tả trên sách đã được viên minh ghi trong đầu lập tức hiện ra. Thứ này dù chưa thể tính là một hung thú cấp 1 bậc trung, nhưng cũng là không kém bao nhiêu, khó chơi hơn trăng rừng rất là nhiều. Viên Minh vội vàng lùi về sau, tránh né khói độc đang lan tràn đuổi theo. Nhưng hết lần này tới lần khác, một tiếng thu rống hùng hồn đột nhiên truyền tới. Theo sau là một luồng gió lốc cực mạnh thổi tới, chớp mắt đã khiến cho đám khói độc màu tím lan tràn nhanh hơn hẳn. Chỉ chốc lát đã bao trùm khắp phương viên trăm trượng. Viên Minh dù có chạy nhanh thế nào cũng không nhanh bằng làn gió này, kết quả cũng bị bao trùm vào bên trong hắn theo bản năng nín thở, nhanh chạy ra ngoài. Dùng bốn phí tràn ngập khói tím, không chỉ che kín tầm mắt của hắn, mà còn ăn mòn hết những sợi dây leo đang rủ xuống. Đến ngay cả cành nhánh cây cổ thụ cũng vì làn khói tím này mà khô héo. Viên Minh liên tục thử trèo lên mấy lần, kết quả đều là vừa mới túm lấy thì cành cây liền đứt gãy khiến cho hắn rớt xuống. Lần này thì phiền rồi. Viên Minh cau mày chỉ có thể nắm trường kiếm trong tay đưa mắt tập trung nhìn xung quanh. Đúng lúc này mặt đất dưới chân hắn đột nhiên rung động một hồi. Ngay tiếp theo, một bóng đen lướt ngang đến, kéo theo một trận kinh phong. Viên Minh phát giác ra điều bất thường, liền vội vàng dơ kiếm đón đỡ. Chỉ nghe một tiếng khen vang lên. Mũi kiếm chém lên vảy giáp của độc giác khuê mãn, tué ra một chùm hoa lửa. Lực lượng khổng lồ một lần nữa bức lui viên minh. Dù không chật vật như lần trước, nhưng cũng đủ khiến cho khẩu khí trong miệng mà hắn vẫn kìm nén nãy giờ bị đánh tan, bất giác hít vào một ngụm khói độc. Chị nháy mắt sau khi khói độc vào trong miệng, khoang miệng và cổ họng của viên minh lập tức truyền ra một đợt cảm giác khô nóng như thiêu đốt, từ hồ như mới nuốt than lửa, vừa đau đớn vừa tắc nghẹn, khó chịu vô cùng. Viên Minh vội vàng nín thở lần nữa, ngưng thần nhìn khắp xung quanh bên trong khói đen dày đặc cái bóng màu đen lại lần nữa đánh tới giữa cái bóng còn thấy lóe lên hai vần sáng đỏ như hai cái đèn lồng thì ra thứ lao tới chỗ viên minh không phải là thân mình mà là cái đầu của con khuê mãn viên minh thấy vậy lập tức dồn lực vào tay cơ bắp nổi lên đồng thời pháp lực trong đan điện cũng điên cuồng tuôn ra chảy vào trong thanh ngư kiếm chờ cho đầu con mãn xà một sừng vọt tới gần viên minh lập tức vung tay lên cao trường kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng xanh đậm chém thẳng về chỗ giữa hai cái đèn lồng màu đỏ tươi nhìn như con khuê mãn này ngang ngược giơ đầu thực tế nó khống chế cái đầu khổng lồ vô cùng khéo léo chính xác sừng nhọn dạng xoắn ốc trên đầu thủy mãn như một thanh trường mâu lao thẳng tới hút đúng vào thanh trường kiếm đang đánh tới một tiếng kim loại va chạm vang lên kéo theo đó là một hồi những tiếng ong ong chấn động trường kiếm trong tay của viên minh bị phản lực chấn cho suýt rời tay. Còn độc giác khuê mãn cũng bị đánh cho thân thể khừng lại, không thể không lắc lưu cơ thể để hóa giải lực đạo. Lúc này viên minh lại ổn định thân hình trước một bước, băng băng xông lên trước mấy bước, hai tay nắm chặt thanh ngư kiếm, thân hình quay một vòng, xoay trường kiếm, chém ngang vào bụng của khuê mãn. Một giải hoa lửa tóe ra, theo đó là một vệt huyết quang hiện ra vảy giáp của độc giác khuê mãn bị một đòn cực nặng này đánh cho rách một vết dài. Có thể làm cho nó bị thương, tức là có thể đánh được. Viên Minh thầm vui mừng, nhưng hắn vui mừng chưa được bao lâu, thế cục lại đột nhiên xoay chuyển. Mặt đất nơi Viên Minh đặt chân, bất thình lình chấn động kịch liệt, đất đá vỡ tung, để lộ ra một vết nứt khó ngờ. Hắn còn không kịp có phản ứng, Cả người đã rơi thẳng xuống, rớt vào trong khe nứt. Ngày tiếp theo, nửa phần thân thể của khuê mãn đã sớm dưới khe nứt hiện ra. Khi viên minh vừa rơi xuống khe nứt, thân mãn lập tức cuộn lại, quấn chặt lấy người viên minh. Viên minh thầm rung lên, khuê mãn này là còn đặt cho hắn một cái bẫy sao. Quanh thân của viên minh căng cứng, lực lượng cường đại từ bốn phương tam hướng liên tục ép tới, khiến cho xương cốt và lồng ngực của hắn bị xiết cho lách cách rung động đồng thời mật trong bụng dâng lên tức thì cổ họng cảm nhận được một hồi hương vị đắng chát lực lượng quá là mạnh đi viên minh thầm nghĩ trong lòng đồng thời cũng bắt đầu bộc phát ra lực lượng của toàn thân ý đồ tách thân thể của khuê mãn ra nhưng mà hắn vừa phản kháng một chút khuê mãn lại tăng gấp bội lực xiết khiến cho xương cốt lồng ngực của hắn ma sát lập tức vang lên tiếng dày đặc cảm giác tức ngực cũng theo đó mà tăng lên hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn hắn gắn gượng vương cánh tay cầm kiếm ra vận sức hồng vung kiếm chém nhưng mà lúc này khí độc mà hắn hít vào bắt đầu phát huy tác dụng theo đó huyết khí trong cơ thể viên minh đột nhiên trở nên trị trệ dù vẫn có thể điều động pháp lực nhưng sức lực toàn thân lại bắt đầu yếu đi nhanh chóng theo lần xiết tiếp theo của độc giác khuê mãn Viên Minh bỗng cảm thấy cánh tay mềm hoặc, cầm không có nổi thanh trường kiếm, để cho nó rời tay, rơi bịch xuống đất. Đối diện với thực lực tuyệt đối, Viên Minh lần đầu tiên cảm nhận được sự tuyệt vọng. Độc giác khuê mãn thấy Viên Minh đã buông vũ khí, người lộ ra uể oái liền không tiếp tục quấn chặt thân thể hắn, mà quay đầu treo trước mặt Viên Minh. Một cặp mắt đỏ tươi nhìn xuống hắn, trong mắt không ngờ lại mang theo chút biểu cảm rất giống con người viên minh từ trong mắt nó đọc ra được sự căm giận oán hận khinh miệt và cả tàn nhẫn rất hiển nhiên con độc giác khuê mãn này hoàn toàn khác với những hung thú mà hắn đã gặp trước đây chẳng những có lực lượng cực mạnh mà còn có linh trí rất cao khi huyết toàn thân ngưng trệ lực lượng hư thoát vô cùng nghiêm trọng nhưng viên minh vẫn ra sức điều khiển cánh tay mình lần lượt sờ trên người một trận độc giác khuê mãn còn cho rằng hắn còn có thủ đoạn gì muốn dở ra lập tức lần nữa siết chặt viên minh nhìn không được đau đớn mà kêu lên thân thể cũng bất giác căng cứng khuê mãn không chờ thêm nữa lập tức đưa cái đầu tới sắc mặt viên minh rồi há miệng toàn nút món ngon trước mặt vào trong bụng viên minh bị nó quấn chặt cơ bản không cách nào tránh né chỉ có thể bấm phát quyết miệng quát khẽ một tiếng lên chớp mắt tiếp theo Ánh sáng vàng trước người Khuê Mãn bừng lên. Đồng thời, một cây măng đá to lớn đột nhiên trồi lên khỏi mặt đất đâm tới. Sau khi thăng cấp lên luyện khí kỳ tầng 3, địa thứ thuật của Viên Minh đã tiến bộ không ít, giờ đã có thể không cần dùng tay chạm đất mà vẫn có thể phát động ra địa thứ thuật, tốc độ thi triển cũng nhanh hơn trước nhiều. có điều măng đá do địa thứ thuật biến thành uy lực có hạn, cơ bản không thể phá được vảy giáp của Khuê Mãn chỉ có thể đẩy người nó trồi lên, chứ không thể làm cho nó bị thương. Độc giác khuê mãn bất ngờ bị đẩy lên, cơ thể thoáng mất cân bằng, đầu sượt qua người viên minh không thể nào cắn trúng hắn. Nhưng trên tay viên minh đã chuẩn xác đâm vào vết thương trên bụng nó. Khuê mãn bị đau, lập tức ngửa người ra sau, bàn tay đã đâm vào của viên minh theo đó bị rút ra. Mẫu tươi bắn tung tóe khiến cho độc giác khuê mãn nổi trận lôi đình một lần nữa ngoát miệng, cắn thẳng về đầu viên minh. Lần này viên minh không tiếp tục thi triển địa thứ thuật, thậm chí còn không né tránh, mà chỉ đưa hai mắt chăm chú nhìn độc giác khuê mãn, miệng thì thầm đếm. Ba, hai, một. Chờ cho hắn đếm xong, đầu của độc giác khuê mãn đang lao xuống, đột nhiên khựng dữ không trùng. Trong đôi mắt đỏ tươi của nó liên tục xảy ra biến hóa. Đầu tiên là thoáng hiện ra, sững sờ đờ đẫn tiếp theo là giải dụ bất cam. Sau, thân mãn lại bất ngờ buông lỏng viên minh, ngã vật xuống đất, rồi bắt đầu quay cuồng vùng vẫy. Chỉ thấy thân thể của nó vặn vẹo, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, không ngừng vẫy cái đuôi quất khắp bốn phương tám hướng, quét lên một đám mùi đất mờ mịt, đập gãy mấy cây cổ thụ. Các bay đá chạy, kèm cây đổ, khiến cho khí độc tràn ngập xung quanh tan đi khá nhiều. Viên Minh nén nhìn cảm giác đau nhức dữ dội, cưỡng ép vận khởi một đạo pháp lực, kích phát khí huyết lưu chuyển, cầm trường kiếm lên, rồi lập tức vọt tới chỗ ngay sát bên người khuê mãn đang giải dụa. Hằng tranh né cái đuôi khuê mãn đang quất loạn, tung mình nhảy lên trên người nó. Viên Minh đảo mắt nhìn qua, thấy ngay được vết thương trên bụng độc giác khuê mãn đã mở rộng hơn trước rất nhiều. Bên trong, thình linh xuất hiện từng sợi như dây leo màu đen những sợi dây leo đen này còn đang điên cuồng sinh trưởng, chui vào trong máu thịt của khuê mãn. Cũng may khi ấy không có tiện tay ném đi mất. Viên Minh cảm thấy may mắn. Ngay từ lúc bắt đầu, hắn thử lúc người bị con khuê mãn quấn lấy, lôi khối u thịt từng ký sinh trên người gấu đen khi trước ra, nhét vào trong vết thương. Thứ kia trông như một cục đá, nhưng khi gặp được máu tươi sẽ lập tức điên cuồng hấp thu rồi sống lại, tranh đoạt quyền không chế thân thể với vật chủ. Mà trước mặt chính là thời khắc mấu chốt cho cuộc chiến tranh đoạt thân thể của độc giác Huệ Mãn cùng huyết hồn đằng. Chương 34 Phấn đấu Viên minh căng đúng thời cơ, kích phát lực lượng xúc nguyên tí tới cực hạn, rót pháp lực cả người vào trong thanh ngư kiếm. Hắn nhảy vọt lên cao, tiếp theo không chém, mà tính nâng cao khả năng phá giáp của đòn tấn công đâm thẳng mũi kiếm về độc giác khuê mãn khuê mãn đang giằng co cùng huyết hồn đằng nên trước mắt cơ bản không có sức để ý viên minh trường kiếm trong tay của viên minh không gặp chút cản trở nào trực tiếp đâm vào mắt phải của khuê mãn cắm sâu vào trong một tiếng phốc nhỏ vang lên kèm theo là một mảng hoa mau lớn bắn ra tung tóe còn thân thể độc giác khuê mãn vốn đang giải dụ kịch liệt bỗng đổ vật xuống sau đó lại bất thình lình bật lên hất phăng viên minh ra ngoài. Ngày tiếp theo, thân thể độc giác khuê mãn uốn éo cuộn lại, cơ hồ cuốn thành một đống. Có điều nó không giải dụ được bao lâu, liền sức cùng lực kiệt, đơ ra không động đậy nữa. Sau khi bò dậy, viên minh lại nhào tới ngay, đập dân lên đầu khuê mãn rút thanh ngư kiếm ra. Hắn dùng cả hai tay cầm kiếm, nhằm ngay chỗ ngực khuê mãn rồi hung hăng chém lung tung một hồi, làm cho vảy rắn bay loạn, máu bắn tung tóe đây cũng không phải do viên minh muốn đánh đấm xả giận mà là hắn muốn tranh thủ thời gian nhanh chóng tìm trái tim của khuê mãn tránh cho nó bị huyết hồn đằng ký sinh nếu không e là sẽ gặp lại cảnh huyết hồn đằng tá sát hoàng hồn rồi lại động đậy lúc ấy với tình trạng cạn kiệt thể lực của hắn sợ rằng sẽ rất nguy hiểm sau một hồi vất vả chặt chém viên minh rốt cuộc cũng bổ được lồng ngực của khuê mãn ra thấy ngay trái tim nó vẫn còn đang đập nhưng bên trên đã mọc đầy những sợi tơ đen viên minh không chút do dự lập tức huy kiếm đâm tới đâm liên tiếp mấy lần liền chọc cho trái tim của khuê mãn nát vụn ra sau khi làm xong xuôi hết thảy viên minh rốt cuộc mới nhẹ nhàng thở ra lấy túi trữ máu trên người đưa tới miệng vết thương rồi bắt đầu thu thập huyết thực nhưng đúng vào lúc này dị biến lại phát sinh con độc giác khuê mãn vốn tưởng rằng đã chết chắc vậy mà lần nữa bắt đầu cử động đồng thời từ trong vết thương trên người. Thình lình có mấy chục sợi dây leo màu đen to bằng ngón tay cái mọc ra, rồi lập tức trói chặt viên minh. Lúc này viên minh tình cảnh khá là tệ. Độc sót trên người còn chưa tiêu trừ hết, pháp lực lại tiêu hao quá độ, đã không còn cách nào tiếp tục gắn gượng, thôi động khí huyết. Hai mắt trở nên mơ màng, toàn thân không còn chút sức, cơ hồ đã mất đi năng lực chống cự. Còn đầu khuê mãn kia lúc này một lần nữa ngóc lên, vẫn dùng tư thế cũ cúi đầu nhìn xuống hắn. Chỉ là trong con mắt đỏ tươi còn sót lại kia, không còn thấy cảm xúc tương tự nhân loại lúc trước, ánh mắt trở nên đờ đẫn, hiển nhiên là nó đã bị huyết hồn đằng ký sinh khống chế. Viên minh bị dây leo trói đưa đến trước đầu khuê mãn. Hắn lúc này mới phát hiện, bên trong lỗ thủng nơi mắt phải do bị thanh ngư kiếm đầm, thình linh có một khối u thịt màu đen đang nhúc nhích. Xem ra, nó cũng không nhất thiết phải ký sinh ở trái tim của vật chủ. Viên Minh ngộ ra nhưng đã muộn rồi. Dây leo chậm chậm đưa hắn tới gần miệng to như chậu máu của độc giác khuê mãn. Hắn đau khổ vùng vẫy một hồi, rốt cuộc vẫn không tránh khỏi kết cục bị đưa vào miệng rắn. Viên Minh ra sức ngưng tụ hai mắt, muốn khôi phục lại tầm nhìn cho rõ ràng, nhưng mà không thể làm được dù gặp phải tự cảnh, không hề có đường sống, hắn vẫn không muốn từ bỏ. Liệu mạng đánh cược một lần, có lẽ còn có chút hy vọng sống. Nếu như từ bỏ, vậy hắn chắc chắn chết, không cần nghi ngờ gì. Viên minh điên cuồng vận chuyển tầng 3 công pháp của nguyên quyết trong cơ thể. Mưu đồ tiếp tục ngưng tụ pháp lực, để hắn có thể có sức đánh tiếp một trận. Nhưng hành động lâm thời ôm chân Phật này, chung quy, khó mà có hiệu quả miệng máu của độc giác khuê mãn vẫn tiếp tục nuốt viên minh vào. Ngay khi miệng máu của khuê mãn sắp khép, hai con người trong mắt viên minh bắt đầu nổi lên màu đỏ máu. Một cảm xúc bạo ngược hùng hãn không thuộc về hắn bỗng sọc lên trên đầu. Bên trong mớ cảm xúc này có phẫn nộ, có cựu hận, có khát máu. Có rất nhiều thứ tình cảm mà viên minh bài xích. Duy chỉ có một thứ tâm tư trùng với cảm xúc của hắn lúc này, đó là không cam lòng không cam lòng bại trận không cam lòng buông mình không cam lòng từ bỏ nháy mắt tiếp theo viên minh cơ hộ bị mớ cảm xúc hỗn tạp này trùng lấp thiếu chút thì đánh mất tâm thần nhưng chính vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc là là luồng nhiệt lưu tới từ cánh tay giúp hắn ổn định tâm thần để cho hắn thành công không chế mớ cảm xúc muốn phát cuồng kia cùng lúc này viên minh cảm thấy lớp da vườn trên người mình nhất thời dính chặt hơn. Đồng thời cảm giác tương liên giữa nó với huyết mạch của hắn lại càng thêm mãnh liệt. Khi huyết toàn thân vốn đang ngưng trệ, vào thời khắc này đột nhiên sôi trào. Viện mình cảm thấy cả người khô nóng, đà lượng khí huyết cuồn cuộn chảy về ngực. Ngay sau đó, máu thịt nơi ngực hắn dâng lên, xương cốt tự sinh. Tiếp theo, một cánh tay màu vàng nhạt bỗng phá ngực thò ra, cưng rắn xuyên thủng dây leo trói hắn năm ngón tay như đao đâm thẳng vào mắt phải của khuê mãn cánh tay màu vàng kim chột ngay được khối u thịt màu đen đang nhúc nhích đoạn dùng sức nắm chặt một tiếng bục nhỏ vang lên u thịt màu đen theo đó nổi tung hóa thành bột mịn ngay tiếp theo thân thể độc giác khuê mãn nhanh chóng khô quắt đám dây leo ký sinh trong người cũng chỉ trong nháy mắt đã khô héo rồi mau chóng hóa thành tro tàn viên minh khôi phục tự do rơi bịch xuống đất hắn kinh ngạc vội vàng quan sát cánh tay xuất hiện trên ngực mình thậm chí quên luôn việc đi thu thập huyết nhục chỉ thấy cánh tay giống hệt tay vườn này thậm chí còn mọc một lớp lông màu vàng kim nhạt, trông như được ghép vào cơ thể của con vườn trắng nhìn rất là mất tự nhiên hẳn là tấm da vườn trắng này còn có không gian tiến hóa viên minh vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, cánh tay thứ ba lập tức nắm thành quyền, đấm một cú về trước. Lực lượng cường đại từ khu đấm kéo cả người hắn lao tới. Cái này so ra còn mạnh hơn hai cánh tay nguyên bản của hắn mấy phần. Không biết có thể thu cánh tay này lại hay không? Chắc không đến mức sau này cứ treo tay trước ngực mà đi. Bộ dạng này có chút kỳ quái. Viên Minh thầm suy nghĩ. Ai ngờ suy nghĩ này vừa mới xẹt qua đầu. Cánh tay vườn màu vàng kim vậy mà thật sự rút trở về. Hắn vội vàng sờ ngực mình, thấy mọi thứ nơi đó đều bình thường, chẳng có gì thay đổi. Thoáng suy nghĩ một chút xong, biên minh liền cầm túi trữ máu đi thu thập huyết thực. Tiếp theo, đào cái sừng trên đầu khuê mãn rồi vội vàng rời đi. Thời gian mấy tháng thấm thoát trôi qua. Thập vàng Đại Sơn lúc này đang vào mùa đông, tuyết rơi dày đặc, phủ trắng ngàn dặm núi rừng. Viên Minh trong mấy tháng này vẫn không ngừng khổ tu, đồng thời cũng luôn duy trì việc săn giết hung thú lấy huyết thực. Hơn nữa, ngày càng thuần thục, mỗi tháng đều nộp lên vượt mức, thậm chí có đôi tháng còn nộp lên gấp 10 lần so với quy định. Đương nhiên trong quá trình săn giết, nếu có thể không dùng phi mau thuật, thì viên minh sẽ tận lực không có dùng. Viên minh từ khi chính thức trở thành phi mau thú nô cho tới nay còn chưa tới một năm rưỡi. Thế nhưng mà số lượng huyết thực mà hắn đã nộp, vượt định mức, đã lên tới 507 phần. Mục tiêu trong 3 năm hoàn thành việc nộp vượt định mức 1.000 phần tinh huyết. Trước khi hoàn toàn phát điên trở thành đệ tử ký danh của Bích La Động, cũng không phải là xa không thể chạm tới. Sáng sớm một ngày này, viên minh bác một cái chân hưu tráng kiện, chậm rãi bước từng bước trên nền đất phủ đầy tuyết trắng. Già dẻ cả người hắn đen bóng, mặt bụi thô ráp, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì quả thật so với người Nam Cương, thậm chí so với giả nhân cũng chẳng khác gì nhau. Sau khi tuyết đông phủ kín núi rừng, rất nhiều hung thú họ gấu với phân bộ rắn đều đi ngủ đông. Số lượng hung thú còn hoạt động cũng giảm đi rất là nhiều. Việc săn bắn trở nên khó khăn hơn trước không ít. Viện Minh ra ngoài từ sáng sớm hôm trước tới giờ mới trở về. Nhưng nếu không may mắn gặp được một con hưu sừng đen Ê rằng cũng phải tay không mà quay về. Dọc đường đi, khi đi ngang qua một mảng rừng tùng, hắn chợt nghe một tràng âm thanh ồn ào ở phía trước, tự như là có người đánh nhau. Viện Minh theo bản năng định đi vòng qua. Hiện nay, ngoài việc săn giết hung thú tích góp điểm số, hắn đâu biết chuyện gì cũng không quá để tâm. Bởi vì khi tu vi tăng lên, phi mau thuật phản vệ cũng trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn đặc biệt là từ sau khi hắn mọc ra cánh tay vượng thứ ba. Mỗi khi sử dụng phi ma thuật biến thân, khi tức hung hăng ác độc phát ra trong ngực hắn sẽ càng trở nên mãnh liệt. Cảm xúc hung tàn khát máu còn không ngừng đánh thẳng vào lý trí của hắn. Viện Minh cũng không biết lưu hương ẩn trong cánh tay hắn còn có thể ngăn chặn loại phản vệ này được trong bao lâu. Ngay khi hắn toàn đi vòng qua, đột nhiên nghe được âm thanh có phần quen thuộc. Đám tạp chủng liệp cẩu đường các ngươi, nếu không phải ta bị trọng thương, chỉ bằng vào hai người các ngươi cũng dám ra tay với ta sao?" Cáp Cống ư? Viên Minh thầm nghĩ, đáp lại âm thanh kia là tiếng cười nhạo mỉ mai và một hồi tiếng đánh đấm. Viên Minh thở dài, buông chân hưu trên vai xuống, sải bước chạy nhanh qua. Không đợi hắn chạy tới gần, một bóng người đã từ trong một lùm tùng lớn bay ra. Viên Minh nhanh tay lẻ mắt, đưa tay đỡ lưng người này, đồng thời dùng chân trái làm trụ, xoay người một vòng, hóa giải lực va chạm, vững vàng đứng tại chỗ. Ngày tiếp theo có hai người từ rừng tùng đằng sau vọt ra, ai cũng nắm trong tay con đao nhọn. Khi nhìn thấy viên Minh, hai gia hỏa này lộ ra sửng sốt. Ngày tiếp theo, một tên mặt mũi xấu xí trong đó liền mở miệng quát hỏi. Người là ai? Muốn lo chuyện bao đồng sao? tên còn lại giơ đao lên chỉ vào chóc mũi viên minh viên huynh cắp cống mặt mày trắng bệch trên trán đầy mồ hôi cũng kinh ngạc kêu quần áo cả người cắp cống nhúm máu phần eo rõ ràng có một vết rách dọa người khắp nơi trên cánh tay có không ít những vết thương như đau cắt đếm sơ cũng có hơn 10 vết người làm gì lại là để cho mình thê thảm như vậy viên minh nhíu mày hỏi ta Tà... Cáp cống còn chưa nói hết câu, đã mềm nhũng người, ngã vật lên người viên minh. Nhìn cáp cống ngất đi, viên minh có chút bất đắc dĩ. Hai người các ngươi còn không mau cút đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về hai tên vì truy sát mà tới, lớn tiếng quát. Người muốn chết ư? Ừ. Tên gia hỏa xấu xí gào lên, đoạn lập tức xông tới tấn công viên minh. Ánh mắt của viên minh lóe lên, một tay dựng thẳng, miệng khẽ ngầm. Lên! Lời vừa dứt, một vần hào quang màu vàng từ mặt đất bừng lên. Tức thì gia hỏa sâu xí là hết thảm thiết. Thì ra bàn chân của hắn đã bị một cây măng đá mọc từ dưới đất lên, đâm cho thủng. Tên còn lại thấy như vậy, vội màng nhìn xuống chân mình, rồi tức tốc lùi bước. Viên minh cũng lùi so đo với chúng, đưa một tay đỡ cắp cống khiên lên bả vai, mang theo y, quay người rời đi. Đưa một người còn sống quay về, viên minh tự nhiên, không thể nào quay lại động quật đại bản doanh của hắn, chỉ có thể đổi hướng đi tới một địa điểm tạm thời mà hắn thường hay nghỉ chân. Nơi đó là một gian nhà cũ nát trên cây, tựa như nơi ở của một tên phi mau thú nô nào đó trước kia, bỏ hoang đã lâu rồi. Viện Minh sau khi thu dọn qua loa một chút liền có thể miễn cưỡng sử dụng. Hắn được cắp cống vào gian nhà trên cây, dùng thuốc bột mà mình đổi được, xử lý vết thương trên người y một chút. Sau khi đi, liền đi ra ngoài nhóm lửa, nướng cái chân của con hưu sừng đen kia lên. Chương 35 Mộng Miêu Sau khi ăn hết nửa cái đùi hưu, viên minh mang phần thịt chín còn dư, quay vào trong căn nhà trên cây. Phát hiện ra cáp cống còn chưa có tỉnh, lại suy nghĩ chút, liền lấy một ống trúc màu vàng to bằng ngón tay cái từ ngực áo ra. Hắn mở nút ống trúc, đưa đến dưới mũi của cáp cống. Một mùi hương mát lạnh kích thích lập tức bay thẳng vào xoang mũi cáp cống. Y đột nhiên nhíu mày, thở nhẹ một hơi rồi dần dần tỉnh. Viên Minh thấy vậy, liền nút kỹ ống trúc. Cáp cống sau khi tỉnh, liền hít sâu một hơi. Kết quả là thương thế trên người, khiến cho hắn đau tới nhe răng trợn mắt. Mất một lúc lâu mới tỉnh hồn, lập tức thấy viên Minh bên cạnh đang canh chừng. Viên Huynh, người là cứu ta một mạng. Cáp cống lộ ra cảm kích trong lòng. Dứt lời, hắn cục cửa toan đứng dậy, là bị viên minh đè bả vai giữ lại. Bụng của người bị thương không có nhẹ đâu, nhất thời nửa khắc, chớ có vội cử động. Kể một chút xem, có chuyện gì? Hai tên gia hỏa của liệp cẩu đường kia, hẳn không có bản lĩnh khiến cho người bị thương. Nghe viên minh hỏi, cấp cống không trả lời ngay, mà hơi cúi đầu liếc mắt nhìn bụng mình, thấy nơi đó đã được băng bó, liền lần nữa nằm xuống nếu ta không bị thương bọn chúng tất nhiên không đã thương được ta là ta gặp phải quái vật cáp cống đáp trên mặt thoáng lộ ra sợ hãi quái vật không phải là hung thú sao viên minh nghe cách nói này lập tức thấy hứng thú ta ta cũng không chắc có điều vật đó tuyệt không giống như hung thú mà ta thường gặp ta cảm thấy nó không phải là hung thú cáp cống do dự một lúc rồi mới nói hình dạng dài ngắn ra sao? Người kể một chút cho ta nghe. Viên Minh lại hỏi. Hắn có thường loại hung thú đồ giám mà Triều Đồng đưa cho, nên đối với hung thú thường xuất hiện trong thập vạn Đại Sơn. Dù bản thân chưa từng gặp, cũng có tự tin nhìn đặc điểm mà đoán chính xác tên họ. Viên Minh ngược lại muốn nhìn một chút xem, xem quái vật trong lời cắp cống nói rốt cuộc là gì. Cắp cống nghe, hít sâu một hơi, rồi từ từ nhắm hai mắt tựa như đang cẩn thận nhớ lại những gì mà mình đã trải qua, lại giống như đang khôi phục mạch suy nghĩ của bản thân. Sau một lát, hắn mới lần nữa mở mắt ra nhìn về viên minh nói. Thứ làm cho ta bị thương, thân cao không quá tám thước, cả người mọc đầy lông dài màu trắng, còn mong vuốt sắc bén màu đen. Khi di chuyển thì đứng thẳng như con người, lúc chạy lại dùng cả tay lẫn chân, vừa giống giả nhân, lại như hung thú điểm quan trọng nhất tiếng kêu của nó như tiếng người kêu rên khóc lóc khiến người ta nghe xong liền cảm thấy lạnh súng lưng cắp cống chậm rãi miêu tả chỉ có vậy thôi sao viên minh thấy hắn ngừng thì hỏi tiếp mấy điều cổ quái này chỉ là bề ngoài tới lúc ta đánh giết với nó phát hiện thứ này chẳng những có thân thể cứng rắn như thép hơn nữa có vẻ hoàn toàn không có cảm giác đâu khi giao chiến không hề để ý tới phòng thủ y như đang tập kích kiểu tự sát. Khi trường đao của ta sắp chém vào cổ nó, nó cũng không thèm tránh mà cứng rắn đón đỡ. Một trảo đánh trọng thương ta. Nếu không phải ta rơi xuống một thác nước rồi bị nước cuốn trôi, lần này khẳng định phải bỏ xác ở đó rồi. Cắp cống lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi đáp. Viện mình nghe xong, liền đưa một tay rờ cầm, rơi vào trầm tư. Nếu đúng như lời cắp cống thứ kia đúng là một quái vật. Hắn cẩn thận so sánh thông tin mà cấp cống cung cấp với dữ liệu trong đầu, sau đó liền thất vọng nhận ra bên trong thường loại hung thú đồ giám, quả thật là không có hung thú nào tương ứng. Có mảnh mối gì không? Cấp cống nhìn viên minh hỏi, viên minh lắc đầu đáp ngay. Đúng lúc ta chuẩn bị đi cáp một cốc, người nói thứ quỷ này, để ta tìm triệu đồng hỏi một chút, có lẽ hắn biết cũng nên. Cũng được cắp cống gật đầu. Nơi này là một điểm trú ẩn tạm thời của ta, vị trí không quá kín đáo, nhưng bình thường cũng sẽ không có ai tới. Đêm nay người cứ ngủ ở đây trước, ta sẽ ở lại canh chừng. Viên Minh dặn dò. Viên Huynh, đại ân không lời nào cảm tạ cho hết. Ngày sau, nhất định báo đáp. Cắp cống ôm quyền, chân thành nói. Trước đừng nói tới chuyện này, người ăn chút gì đi. Viên Minh mỉm cười, khoát tay áo, đưa nửa cái đùi hưu trong tay tới đêm khuya ánh trăng mông lung huyền ảo từ trên cao xuyên qua kẻ lá chiếu vào trong căn nhà trên cây viên minh ngồi dựa lưng vào vách nhà rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ thiếp đi ánh trăng như lụa mỏng chiếu lên trên người hắn trong căn nhà trên cây quẩn quanh tiếng hắn ngáy khè khẽ đột nhiên có tiếng như mèo kêu vang lên viên minh sực tỉnh mở lớn hai mắt nhưng khi theo bản năng muốn đứng lên, lại phát hiện mình cơ bản không cách nào động đậy nổi. Nhất thời chỉ cảm thấy như thần hồn ly thể, mơ màng không biết mình đang ở trong mộng hay thực tại. Trong cơn hoảng hốt, một hồi âm thanh nữ tử mờ mịt đứt quảng vang lên. Khi như có người kề bên tai nói nhỏ, khi thì như có kẻ đứng ngoài bầu cử tâm sự, chợt gần chợt xa, phiêu hốt bất định. Kỳ lạ! thần hồn là cái gì? Thú vị nha! Trong thanh âm kia, cảm giác mê huyễn không có thể diễn tả bằng lời. Biên Bình mình nghe mà thấy đầu óc mơ màng, mi mắt sụp xuống, dần dần muốn mê mang. Nhưng vào khoảnh khắc, ngay trước khi hắn hoàn toàn mất ý thức, chỗ lộ hỏng nơi cánh cửa gian nhà gỗ trên cây, bỗng nhiên có một cái bông trắng nhỏ nhắn màu trắng bạc lóe lên. Hình như là một con mèo với bộ lông màu trắng bạc mề màng ngủ suốt một đêm, mãi tới sáng hôm sau. Khi ánh nắng sớm xuyên qua khe hở trên tấm ván gỗ của gian nhà, chiếu lên mặt viên minh, hắn mới từ từ mở hai mắt ra rồi tỉnh lại. Hắn dài dày mì tâm, chống người ngồi dậy, không khỏi nhớ lại giấc mơ đêm qua, trong lòng bất giác có chút hoang đường. Nhưng đằng sau sự hoang đường, loại cảm giác chân thực đến kỳ dị, đặc biệt là cảm giác mất khống chế thần hồn ly thể kia, dưới sự cân nhắc tỉ mỉ lại không giống như mơ chút nào. Điều này cơ bám lấy hắn một lúc lâu không thể thoát ra được. Hắn lắc đầu kiểm tra thương thế của cáp cống, phát hiện y đã đỡ hơn nhiều nhưng mà vẫn còn đang ngủ mê man không thể nào đánh thức y. Ta đi ra ngoài một chuyến, một mình người ở đây nhớ cẩn thận chút. viên minh dặn dò, người yên tâm đi, tự ta sẽ cẩn thận người cũng chú ý chú tiếp đây chị e rằng cả người thanh lang bang lẫn liệp cẩu đường đều sẽ nhầm vào người cắp cống khẽ gật đầu nói viên minh cũng gật đầu xong rồi mở cửa nhà bước ra ngoài nhưng ngay khi vào thời điểm hắn vừa xoay người bước ra khỏi cửa nhà viên minh không khỏi sửng sốt đó đó là con mèo bạc kia một vị khách không mời xuất hiện trước mặt hắn chị thấy Tài cành ngang trên cây cổ thụ chống đỡ căn nhà của hắn. Một con mèo bạc cao nửa thước, lông sáng sủa sạch sẽ, đang ngồi xổm ở điểm cách hắn hai ba bước. Trừng cặp mắt với con người hai màu, hổ phách và bàn kim, chăm chú nhìn thẳng vào người hắn. Cái đầu tròn xoe, to chỉ hơn nắm tay. ngẩng đầu lên rồi cúi xuống, tự như đang tỉ mỉ đánh giá viên minh một phen, chọc cho hắn vô cùng kinh ngạc. Lại nghĩ tới giấc mơ đêm qua, một ý nghĩ kỳ quặc nổi lên trong đầu viên minh. Tối hôm qua, chính là người nói chuyện với ta. Viên minh cất tiếng hỏi. Con mèo bạc nhìn hắn một lúc, xong bỗng nhiên nghiêng đầu qua một bên. Bộ dáng giống như không hiểu viên minh đang nói gì, là giống như đang nhìn một thằng đần. Ta thật sự là ai? Mơ cũng có thể tin. Viên Minh không còn gì để nói, tự cười diễu. Vừa dứt lời, ánh mắt hắn lóe lên thân hình bất thình lình vọt ra như báo săn chụp thẳng về con mèo kia lúc thấy hai tay sắp chạm tới mục tiêu con mèo bạc nhẹ nhàng nhảy lên thoát khỏi bàn tay viên minh trong đường tơ kẻ tóc tiếp theo đắp lên trên cánh tay hắn dùng thế như chuồn chuồn đạp nước một lần nữa vọt lên nhảy tới một cành cây khác viên minh bồ hụt tay ôm lấy cành ngang xoay đầu nhìn thấy ngay được con mèo bạc dáng đi có chút cổ quái không giống như những con mèo khác, hoặc vẫn đuôi lên, hoặc là cuốn vòng vo, mà nó lại để đuôi rủ xuống che kín mít phần mông. Ta bị một con mèo coi thường. Viên Minh lập tức nhíu mày. Viên Huỳnh à, làm sao vậy? Tiếng cắp cống từ trong nhà truyền ra. À, không có gì đâu. Viên Minh lên tiếng đáp. Chờ cho hắn quay đầu, lần nữa nhìn lên. Bông dáng con mèo bạc đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt nói mới nhớ con mèo này sao nhìn quen quen giống như đã từng gặp trước kia rồi viên minh gãi gãi đầu lẩm nhẩm tự nói trước gian nhà đá tại các mô cốc viên minh mang những vật tư kiếm được gần đây giao tới tay triệu đồng thế nào có kiếm được công pháp kiếm thuật hay không viên minh hỏi trong mắt hiện ra vẻ mong chờ triệu đồng ngẩng đầu lên nhìn rồi quệt miệng lắc đầu bích la động chúng ta không phải là tôn môn kiếm đạo công pháp dạng này vốn rất là ít không phải có thể dễ dàng đổi lấy như vậy được ta cũng ngại thật cho ngươi biết một ít công pháp bí thuật được bán trong cốc thực ra đều là trưởng lão nội môn quăng ra đều đổi lấy tài nguyên cho bản thân đám đệ tử như chúng ta cũng chỉ là kiếm ít phí chân chạy mà thôi làm gì có gan dám tự mình truyền công pháp ra ngoài thế nên các người có thể mua được cái gì hoàn toàn là đi thử vận số xem các trưởng lão vui lòng bán cái gì. Dưới ánh mắt dò hỏi của viên minh, triệu đồng bất đắc dĩ giải thích. Vậy gần đây có món gì tốt? Viên minh cũng sớm đã có chuẩn bị, không sáng suýt mà hỏi sang chuyện khác. Đúng là có. Triệu đồng nghe xoa xoa cầm nghĩ ngẫm ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nói chưa dứt câu, hắn liền lục lọi trong hòm sau lưng một phen, rồi cầm một cuốn sách bìa xanh đặt trước người viên minh. Tiểu tử, người có vận khí không tồi nha. Bản vô ảnh bộ này là lộc trưởng lão gần đây mới giao cho ta. Chỗ tài nguyên ngươi góp nhặt ở đây cũng vừa đủ để đổi đó. Triệu đồng vừa cười vừa nói. Công pháp này có tác dụng gì? Viên Minh nghe hắn nói thì không hỏi nhíu mày. Đây không phải là công phạt công pháp gì đâu, mà là một loại thân pháp. Đối với người tuyệt đối hữu dụng. Triệu đồng hạ giọng xuống một chút, nói với vẻ thần bí. Xin rửa tay lắng nghe. Viên Minh không bình luận gì, chỉ đáp gọn. Đây là pháp môn tu luyện, giúp người tăng độ mau lẹo của bản thân lên một mảng lớn. Nó không thể tăng tu vi pháp lực. Cũng không cách nào trực tiếp tăng cường chiến lực cho người. Nhưng có thể giúp người lúc giao chiến cận thân với kẻ khác, có thêm chút thủ đoạn giữ mạng. Triệu đồng giải thích. Viên Minh nghe xong liền rơi vào trầm tư suy nghĩ sau khi biết được phi mao thuật có phản vệ hắn liền nóng lòng muốn có được một bản công pháp kiếm thuật dùng cái này để nâng cao thực lực chống địch của bản thân nhằm không cần dùng tới phi mao thuật cũng có thể chém giết hung thú trước mắt quá nữa là rất khó tìm được công pháp kiếm thuật nếu như học môn bí thuật pháp thân kia cũng là một lựa chọn tốt vậy vô ảnh bộ này khi thi triển hiệu quả ra sao viên minh vừa suy tính vừa hỏi Kết thúc tập 11 bộ truyện Tiên hiệp Tiên giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.